Có cái những địa hình nó khác biệt so với lại map trước không ạ? Và một cái map thì như hoàn toàn mới. Vâng, đây là một cái map của cái địa hình thay đổi luôn này. Cái chỗ sông rất rộng luôn, có sổ vào với tất cả hải tiêu, thì có lắp vào với tất cả. Và có phốt, vâng, anh chỉ biết là người bất phốt, và có lẽ là máy bay có lẽ cũng sẽ là người phải làm lại và đặt đơn đến từ cả, có lẽ không thể cứu được đồng hồ cho đến đấy. Và về trên có lẽ à cũng sẽ làm xuống và hai mạng làm xuống một cái đắp bờ cứu dành cho Leo Cro và rất xanh như kinh nghiệm nè ở bên dưới bot đến từ tiền bột sẽ dễ hơn và rất chuẩn rồi. Và băng băng công như vậy là à tăng cho một sự vài trước và PA nhảy vào một chém với đồ là chết, cũng không dướn được và PA rất có thể sẽ phải làm xuống. PA làm xuống rồi, trong cái đó cũng ca dưới vào bên trong một chiếc tầm Leo Cro và như vậy là đổi mạng của hai con thành công, đáng sợ không kém đến tất cả lan vào rồi. Như vậy đã chọn A thời điểm này và Leo Cro dướn lên và kéo theo cả Sky A chắc chắn làm xuống của dồn đang cực kỳ nhanh. À, để được cái băng vào đầu, băng vào đầu của Dark Knight, con đã không ăn thua, như vậy là bay luôn, đã auto chạy về khi đối mặt của con Dina cũng thấy nó tạo thông can là phải né rồi, gọi là níu kéo lại là chết luôn đấy. Vâng, X và lượng, vâng, ôm theo, vâng, này thì combo và Kuka mất combo rồi, và tất cả chấp được cười rất nhanh, tất cả chấp được cười cực kỳ nhanh, chỉ cần Kuka combo phát là băng vào luôn, vâng, mất nước, mất X đến từ Kuka, như vậy là triển khai đội hình, vâng, đang muốn lấy mạng của Sky, bật được Magic và PA cũng bật được Magic luôn, và A quay đầu bỏ chạy, A bỏ của chạy lên người rồi, và nó bỏ cò ở lại kìa, nó bỏ cò, ok, cái vành móng ngựa của Tuka sao rồi, chỉ nhìn trông nó xì đa có vậy, cái vành móng ngựa này đánh nhốt được ai? Và như vậy A có đáp sẽ làm xuống, như vậy là một cái chip lơ kill dành cho Leo Cro. Vâng, bắt đầu cái chip nam đến từ đội của Kim Hà được đảo lên trên kìa. Vâng, đảo lên trên nhưng mà lại là pha sấp đôi đến từ Kuka cùng với A. Vâng, tất cả nó có mặt ngay bên trên top. Vâng, hai cái cúp đồng, vâng, bây giờ là hai cái cúp đồng mà mình cũng làm vào thì tất cả nó dí vào người, có lẽ là lag. Có lẽ là lag luôn. Vâng, thì có một con đạo cứu đuổi với A. Vâng, tất cả của bác sĩ ở, ta đang thấy công ty gì đó đến từ thì một đánh rất nét. Đánh rất nét trận đấu này, nó chặn được rồi. Chặn được rồi, nhưng thật sự cái vẹn bóng ngựa ở trong cái meta này của tất cả thì trông nó Sida thật đấy. Sida bắt đi luôn, còn cái vẹn bóng ngựa cũng đã trả giúp được ai luôn. Vâng, như vậy bên dưới có tình huống làm xuống đến sân tàu. Vâng, Eto Svoblen, vâng, đây cái tên này nghe khá quen. Vâng, làm xuống đến sân tàu rồi, và Dark Knight có đáp tình huống solo kill cùng với sân tàu đã thành công. Vâng, tiếp tục là cái mạng thứ 6 dành cho Dark Knight. Vâng, Daxia đã ngã xuống, với một combo đến từ cùng cả cùng A. Tàu stack của Defam rồi, trong đó bên dưới này sân tàu đang bị vớ vào. Vâng, ba người nhồi skill và Dark Knight sẽ chết rồi, vâng, bật cúp cửa máu ở sân tàu kìa. Một sân tàu tí đi ngửa theo, vâng, 53 máu đến từ sân tàu, như vậy Dark Knight chết và tất cả xuất hiện rất nhanh. Một trận đấu tất cả đánh quá hay, một trận đấu tất cả đánh cực kỳ tốt. Vâng, trận đấu trong cái đó là ở vịt có tín hiệu bị gánh, vâng, sai lượt vào, vâng, một tình huống mà làm vào đến tất cả bị lương chuẩn rồi, đây một cú lừa đến từ hai và tất cả phải bỏ lại cái mạng của mình. Mà máy bay chỉ vâng xem tàu sổ vào, vâng thấy được anh chàng Antivit vâng gần hết máu rồi, có lẽ đang gặp ulti của 8 tuổi và một cái ulti của A và máy bay cũng có mặt luôn và ulti của máy bay sổ vào và tất cả đã trận đầu và một cái chặng như vậy là máy bay sẽ bị giữ lại và sẽ làm tình huống lăn, vâng lăn vào người của xem tàu và như vậy Sky vẫn chết rồi và đang có đội có mặt đóng cọc, vâng đóng cọc vào người, đóng cọc một người ai đây, vâng đang một tình huống lửa máu đến của cả hai người và có lẽ là máy bay sẽ chết rồi, vâng tình huống đóng cọc hơi vội vàng, một tình huống đóng cọc là vội đến từ anh chàng Nagro, tất cả đã đủ mana để combo mà tại sao phải vội vàng như vậy, một vài chặn vâng lớn lại sấp đôi, lớn nữa lại sấp đôi, vâng tình huống năm vào đến tất cả vâng cướp được cả răng luôn, vâng cướp răng né được cái lượng đến từ Kuka rồi, bây giờ A cũng là phải nằm xuống và lại một cái double kill nữa đến từ Nagro, vâng xe tàu chạy ra sau để can xuất hiện đến từ chân tàu để cản một cái stun được đôi người và lượng đến từ cung cà cũng tuyệt vời ông mặt trời và sẽ một pha sấp đôi lửa đến từ đội hình của đối phương và không nó không có ulti đâu nó không cần phải chạy mà có một máu thốn đấy chết đấy và chết thật kìa nó nằm xuống đến từ cung cà một cái chip kill dành cho Nagro nó sẽ là người tham gia của bác và bị chặn lại đến từ A và đừng bảo ăn quả chấm nữa là đạt đến số 30 giây nó nằm xuống đến từ A bây giờ đến từ cung cà và chip rồi một con bò từ xa đến từ đội hình của team một vâng lại là double kill nữa đến từ anh chàng Nagro 12 phút và như vậy là 11 mạng trong người 12 phút Nagro đã giết 11 mạng vâng và bá nhờ trong 683 thì nó không có bá thế này đâu nó lăn vào đến tất cả ulti chuẩn đến từ A và bổ luôn nhưng mà có lẽ là sàn tàu sẽ ở trên trước sàn tàu sẽ trên trước và kéo lại và bơm máu đến từ Nagro rồi và A đang phải chạy và PA muốn lấy mạng đến từ tất cả và PA nhảy vào thành công lấy mạng của tất cả thành công và bây giờ máy bay xuất hiện và ulti quăng ra xạ cho kill đồ và Sky sẽ chết và PA đâu quay trở lại PA phải quay trở lại để vặn tay vết mạng và như vậy là Sky nằm xuống rồi và Daxi phải đuổi ra ngoài và không dám đánh và không dám đánh con Nagro kìa và xả đam phải chém chết được Nagro, Nagro chết trong tay của PA rồi bây giờ đến được Daxi và nó dí chết một commit và như vậy là PA là người tay vết thành công PA là người tay vết thành công và như vậy là đây sẽ là điểm nhấn của map chạy à như vậy là Abyss
Anchemit bị bắt một tình huống kẹo tin chuẩn đến từ A kia, vâng, đấm chết được Anchemit rồi, và như vậy đã bút chống và chạy về, và chết anh chàng máy bay rồi, chết máy bay, tốc của máy bay là rất cao và chưa chết được, một không chết được rồi, tình huống là không chết được máy bay, và Kuka đã làm chống và chống bắt đầu của anh chàng A, chết luôn, như vậy A đã mất phải gọi đến số thêm 30 giây nữa. Vâng, công cuộc quả này là hơi căng, một cứu một con máy bay đổ lại mạng của là rất nhiều người, và VA đuổi về rồi. VA không dám xông vào cái thời điểm này, và khách cũng đồng đến từ đám xìa, và thứ hai đã muốn chọn người thành công. Vâng, xả đam đến từ máy bay, và tên ra một cái phụ thủ bắn lên công. Vâng, còn một hit nữa kia, và như vậy ăn trụ thành công với tìm một rồi, và một lớp đến từ Kuka là chuẩn, tất cả chết luôn. Và taxi cũng phải làm xuống, một con double kill đánh từ end of day, và như vậy là máy bay được cái double kill. Vâng. Vâng, tiếp tục là dắp cát từ đầu. Vâng, Nagro vẫn đốt chết được anh chàng Kuka luôn. Dắp cát từ đầu của anh chàng Nagro vẫn ích lại rồi. Vâng, combo là chuẩn đến từ máy bay. Vâng, sẽ làm xuống thịt Nagro. Nagro làm xuống và Sky bị bắn lan gần chết luôn kìa. Vâng, đùa với thằng Dua thì một bắn tiếp thì có khi là chết luôn Sky luôn đấy. Vâng, có lẽ là Nagro có lẽ vẫn chưa nói là máy bay. Vâng, trận đấu này Nagro không được farm. Vâng, các bạn đã một trận đấu đã bệnh hàn chấm ít với Nagro thì quan Nagro sẽ không bao giờ được farm, bởi vì cái cửa farm nó sẽ dành cho chấm ít hết rồi. Quăng một tí từ A. Vâng, nhảy vào đến từ sân tàu nhưng tất cả không bị ăn ulti của A. Vâng, bây giờ đuổi ra ngoài quang chuẩn đến từ A cho nó chỉ còn là 4 người kìa. Vâng, ulti của Sakai nhưng vẫn đã không trúng ai. Bây giờ ulti ngược trở lại đến từ máy bay. Vâng, xả đam vào người bác siêu. Vâng, trong khi đó VA đang ngồi chém Sakai. Vâng, nhảy vào Necro bị ốp chết luôn bởi sân tàu. Bên ngoài thì VA bị dí chết bởi Sakai cùng với lại tất cả. Bây giờ là một tình huống đuổi theo 4 đuổi 2. Còn đã tất cả sẽ nằm, tất cả sẽ chết thời điểm này. Vâng, bờ linh đến từ sân tàu chắc chắn là chết rồi, vâng, không phải né ở đâu. Vâng, tưởng đóng cổng cũng phải thoát được à. Vâng, dọc kép đường mạng cho máy bay kia, đánh rất đồng độ đến từ đội hình của team 2. Vâng, đường mạng cho máy bay chứ không phải qua tập thể cái ép. Vậy như vậy bên dưới cũng đã có mạng làm xuống, bên dưới cũng đã có mạng làm xuống, và Anchemit là người xử lý xong được sân tàu. Vâng, nằm xuống để ốp gành, và sau đó thì Anchemit là trong tình huống đồng tình để phạm. Vâng, một tình huống sổ vào, vâng, kéo vào đến từ đặc siêu lắp vào tất cả là chuẩn. Vâng, cũng có được và xả ulti chết luôn máy bay. Tình huống nhồi đam đến từ Sky cùng với taxi đánh quá tốt luôn. Một tình huống làm vào một tất cả là chuẩn bài. Và bây giờ một tình huống đang càng. Vâng, sân tàu muốn bổ chết anh chàng. Tất cả chết rồi. Như vậy là anh chàng sân tàu cũng đã làm xuống. Còn bát thắng kìa. Còn đây là một tình huống còn bát 4-4. Chắc xe bay và đem tình huống được cầm hồi sinh. Khi mà anh chàng bị đi phàm rồi. Tình huống còn anh tình huống đó làm quả con bò đấy là quá nét luôn đấy. Vâng, đóng tàu cầu. Như vậy là sân tàu tình huống hút ulti và té. Vâng, chạy đi đầu. Máu thành công rồi. Và búp được vèo và như vậy chạy về và đốt máu, đốt cho bằng chết thì thôi. Ôi, vậy nó chết rồi mà, cũng cần thiết về cho quả ulti vào đầu không? Còn đánh về chất tướng thì PA nó không sợ của Anchemit. Và quan trọng là cái lượng farm rồi. Lượng farm của Anchemit nó sẽ vượt trội hơn PA rất nhiều. Và Clemson và Pipe là rất nhiều item để búp, rất khỏe đối với đội hình này. Và một cái Mecha, một cái Pipe, một cái Clemson, một cái đồ quá cháy máy đến từ đội dàn đội hình đến từ một. Vâng, trận đấu này mà thay một con Anchemit, vâng, thay một con Anchemit bằng một con Hoka hay là một con gì đó, một con TK chẳng hạn, thì có lẽ thời điểm này là team 1 gần như là vô địch. Vâng, trong trận đấu này với những cái búp như thế này thì con của đang khỏe lắm ba tồi, nó sẵn sàng chống một con bác rất cứng. Vâng, Nagro bị hích lại, bị combo thuyền lướt vào đầu và lắc vào đến tất cả để cắt nhịp đến Hoka. Vâng, Nagro mất được cái máu rồi. Chưa quá nhiều, và bây giờ thì muốn chạy ra ngoài thành công, tốc cho tất cả để chạy nhanh nhanh. Vâng, trong khi đó thì đắp xìa vẫn được trước, đắp xìa cầm cờ đi trời, cái bè không thể xoắn. Và một vàng quăng một tí và gom được 3 người, và như vậy là máy bay bắt các bên xả đam một người của Nagro. Nagro chết luôn, và như vậy là mất đi cái hồi sinh đến Nagro rồi. Trong khi đó là một tình huống bị ích lại đến đắp xìa. Đắp xìa phải chết và trả giá với cái tình huống phi vào trong nhà đối phương. Anchemit bây giờ có mặt, Anchemit vẫn kéo cả Anchemit vào bên trong rồi, và tất cả pha sổ vào. Có hết đến từ ai, có hết đến từ Nagro phút thứ 25. Vâng, đó một lượng tiền gọi là cực kỳ kinh khủng đợt đến từ ông Nagro này. Và Anchemit đang sổ vào tận hồi lượng, và hơi bị phiêu rồi ông thần. Vâng, tiếng lùi ra ngoài, bên ngoài đã có người làm xuống, xe tàu đã phải ngã xuống ở bên ngoài. Đúng, và một người Anchemit gặp cả 3 thằng trong một lượng, không cho ra khỏi cửa luôn. Và bây giờ sẽ có cái Nagro dành cho team 1. Đánh rất hay đến từ đội hình của team 1. Và một trận đấu không có lẽ mang tính chất chuyển điểm rất cứng, rất là lớn. Tuyền vào, vâng, Nagro có lẽ là đối tượng đến từ Kuka. Cả chưa ổn lượng chuẩn rồi. Và ulti đến từ máy bay và Kuka và xin lỗi PA cùng với máy bay sổ vào. Và tất cả của Nagro chết luôn, còn người ở bị ốp đàm. Vâng, hai quả ulti đến từ Kuka cùng với lại máy bay ốp vào rất đẹp. Và một pha bật stun đền và tình huống stun của người hai. Và PA đang đợi stun sẽ nhảy vào. Và hết stun vào sẽ nhảy vào là sẽ chết. BKB và lên cầu. Và bật BKB chưa? Nhưng mà tối ra anh chưa bật, như vậy là vẫn chết rồi. Bật hay không thì anh sẽ biết chết rồi. Nằm xuống.
Vâng, chống đỡ là gọi là rất là nhọc nhằn đến từ tiểu hài, máu đỏ hết. Đoàn cho con đi xem này không phải là quá hay. Còn một con support trên cái tòa đá to thì nó quá nhiều tiền. Như vậy là cú bị ôm và Necro lại bay rồi. Cú bay luôn cả sầm cai. Cú support đến từ tiểu hài và như vậy là tình huống không đoán được cú support đang có cho mình cả. Vậy OC, đây là Master tầm 5 năm có OC rồi. Có Optic Core rồi. Và Book Ulti và máy bay phải đuổi về. Thả Ulti cũng xin lỗi là thả stun luôn. Vâng, PA đang đi đến. Một cái dòng kẹt rơi vào đầu của Darkseer. Dắp tiếng nào quả này là chết nè. Dắp tiếng nào PKB bật lên đến từ máy bay. Và ốc đang vào đến cả. Vâng, cả được vào thả thuyền vào. Và như vậy vẫn có một trận cầu của một xin cơ mẹ rồi. Có một ích trượt đến từ cái ca kia. Thì một ích trượt nước phải. Và như vậy là một cái thuyền trùng. Thuyền vẫn trùng. Và bây giờ phải đuổi về. Và máy bay cũng đã bắt đầu quay đi chạy. Và Darkseer quá cứng thời điểm này. Và nước là chuẩn đến từ cả nhưng mà đang không thể cứu được. Bây giờ pha đuổi về. Máy bay của PA phải chạy gấp rút chạy về Zigan rồi. Và một đội hình nó nhồi đam khá là mạnh, hơn chân tàu và phổ bóng. Chân tàu và phổ bóng, máy bay đã đuổi về thành công. Máy bay có song kiếm và BKB, bây giờ đang hướng cho một cái mặt kỳ. Và nước tiếp, và Archimedes đang quá khỏe đây hôm nay, nó đang sổ vào bên trong. Có OC, bằng Zadean, rút máu và hồi máu. Và Necro xuất hiện rồi, và sẽ chết trong tay của Necro. Vâng, vậy cái ulti trúng cả team đến từ máy bay và xả đạp quả này nước chuẩn đến từ cung cà và thua dần thua một tình huống combo là rất nét đến từ đội hình các bạn nhưng mà nó lại là thua không ạ. Và một tình huống nhảy vào Necro với cái bịch vẹo của Linh Sơn đến từ anh chàng Taxi nó quá cứng. Vâng, cây máu di động đến từ Necro nó khiến cho team hai không cửa bật luôn. Không cửa bật. Vâng, a trận đấu này mà không ulti trúng được cả Necro hay là ba chân ngựa. Bây giờ Archimedes tiếp tục có một cái bệnh vẹo chém 841 đàm vào người, có 2 đợt clip vào người của Archimedes rồi. Giờ đâu nó lại, nó chém tiếp 850 đàm, một tay thì chạy khỏe lắm rồi này. Như vậy là thua với lại PA, tuổi chơi nhau cũng với PA. Thật sự là một con Archimedes lên đồ kiểu này nó chỉ đi dắt nhà thôi. Và con bác bắt buộc sẽ phải đổ ra, không thể là để cho nó ăn nó sàn được. Bác sĩ đã phi vạn, nó căng màn ở trước mặt nó sàn, nó kéo được trở lại, nó kéo được 2 người. Bây giờ đổi ra một người máy bay, và ulti vào đầu máy bay không chết kìa, lượng máu vừa qua nó cực kỳ nhiều. Một cái ulti đến từ Necro đã hụt rồi. Và PA đang chọn Sky đằng sau, và PA đang dí anh chàng Sky. Và như vậy là Sky máu khá trâu, và như vậy là vẫn chết rồi. Sky vẫn chết, và bây giờ đến từ Necro có tận hết. Nó đang bị lùa đến từ máy bay đằng sau, nó đang chia đôi gọi là đội hình ra. Vâng, rất nhiều chỗ đánh nhau, sân tàu bị anh chàng Archimedes bị vạn chết rồi. Vâng, Necro đã sống với cái đạn hết của mình. Vâng, trong đó là sau đó cái double kill dành cho PA. PA vừa double kill rồi. PA đã double kill, PA đang đợi. Vâng, chém anh chàng Necro, chém chết Necro luôn. Vâng, hết. Ôi, quả hết tình cảm phải nhìn. Và Kulka sẽ chém chết được Necro và đổi mạng và chip được kill dành cho Archimedes. Chip được kill dành cho Archimedes. Vâng, và bye bye đến cho PA. Và như vậy là Josan thành công dành cho team 2 và PA nó sẽ cầm được cái hồi sinh. Và PA nó build down đấy, PA nó build down đấy. Như vậy chém tất cả, chém và kéo lại đến từ Darkseer. Tưởng rằng là chém chết được ở hết rồi, và như vậy PA không có động lực cứu và sẽ chết luôn. Vâng, một tình huống chạy đi đầu được một cái ulti đến từ Centaur để cứu anh chàng PA nhưng không được rồi. Bây giờ sẽ mất định cầu trình. Và quăng ulti đến từ A và như vậy Archimedes đã né được ulti của A rồi. BKB bây giờ được bật lên và như vậy Archimedes đang sổ vào bị ôm down đến từ PA của Centaur. Và chỉ có một mình PA có thể chém được anh chàng Archimedes thôi. Và như vậy là một tình huống mà quăng ulti đến từ Archimedes và gom lại. Và hỗn loạn trước cổng thành và không nhìn thấy đâu với đâu nữa. Vâng, đủ hóa cho nó quăng skill kìa. Và PA nằm xuống trong tay của Necro. Necro có EB và hết. Vâng, đánh cực kỳ khó chịu đến từ con Necro và bây giờ đang bị lùi ra ngoài đến từ máy bay. Vâng, thua của bạn đến từ thứ 2 kìa. Một trận đấu mà có lẽ màn hình nó hơi nhỏ, một cái màn hình cam nó hơi nhỏ thì mình không thể đọc được hết từ con bạn trận đấu này. Và xem tầm đã nằm xuống trong tay của Archimedes rồi. Vâng, cam nó hơi thấp, chúng ta có thể theo dõi được hết tất cả tình huống trận đấu này. Chiến thắng của team nào cũng xứng đáng rồi. Một thứ hai thì đánh quá hay trận đấu này. Vâng, EB rơi vào đầu của anh chàng Kuka. Kuka đã khó cho mình bên cạnh và những vật kênh được xả đào về máy bay. Máy bay xả đào cực kỳ gấp luôn, không đi vai ông ạ. Ô, cũng là tuyệt thế hảo kiếm kia. Cũng là một cái đi vai và bây giờ đứng bên trong xả đào ra. Xả đào đến từ máy bay BKB mà lên. Vâng, làm đi solo kill làm kèo. Vâng, làm phu làm đi solo kill. Và như vậy là Archimedes phải chạy rồi. Vâng, chạy không nhanh là chết đấy. Và nó cầm đi vai đấy, nó chém, nó bắn bây giờ cực kỳ gấp. Vâng, quay trở lại và vớ vẩn Archimedes cũng phải lấy được đi vai thì vỡ mồm. Vâng, một tình huống lượng chuẩn như vậy là máy quay đã bắn rồi, bắn 2 hit là Archimedes sẽ chết. Vâng, bắn 2 hit thôi cũng cần điểm. Vâng, 1 hit, 2 hit, 3 hit, đúng, đúng phết đúng không ạ? Đúng phết đến từ Archimedes và như vậy là 3 hit thì chết. Darkseer đã đuổi ra ngoài. Vâng, một cái, vâng đây là một cái smoke đến từ team 2. Vâng, 3 vào người Darkseer trước, vâng PA nhảy vào.
Và BKB lên cầu, BKB lên chém Sakai trước rồi, và Sakai chết luôn. Sakai chết luôn thời điểm này, trong khi đó thì Dacro đang bị ốp đằng sau và hình như con tiến ngựa lọc xuống đến từ đằng trên bên trên rồi. Và chết luôn đến từ Dacro, còn đang có chút hồn rồi, chứ đang đảo không một kéo thì đây là tại chúng tôi không có bắn tổng vào nhau. Ông nhảy lên luôn đến từ sân tàu và ulti chuẩn đến từ A rồi, và chúng tôi ngay người. Và tất cả bị ốp chết luôn, và cái đấy đến từ tất cả. Và bên trên PA đang đùa Dacro ra ngoài, Dacro đang trả nhau cùng với PA. Và Archimedes chết kìa, Archimedes chết rất nhanh với cái ulti đến từ A, không thể hồi máu được, Archimedes bay luôn. Bây giờ đến được Dacro, Dacro cũng sẽ chết, Dacro có đang không phải làm rồi. Một chém là rất gấp của một cái mốt đàm đến từ A và một cái bài đến từ anh chàng đến từ Dacro, xin lỗi, đến từ máy bay. Thời điểm mấy mất Mega đến từ D1. Mất Mega, vâng A ở nhà đắp nhà, mình chỉ quăng ulti rồi. Vâng, trận đấu rất cảm xúc, trận đấu này thì xứng đáng trận đấu chung kết, có lẽ là trận đấu hay, có lẽ là cũng không phải hay nhất, nhưng mà có lẽ cũng là trận đấu trong top những trận đấu hay của Dota. Vâng, đồ họa item ở trong cái beta, ở trong cái map này nó view gần giống với Dota 2, cái giày xanh cũng giống hết với Dota 2 nè. Vâng, lấy ba tách đi, với thanh điền vẫn cố, lấy một cái ba tách, chỉ lấy một cái ba tách đi thôi. Vâng, xem tao bị giữ lại kìa, xem tao bị dắt người trở lại, một phản năng vào đây đến từ bất kể. Vâng, lùi ra ngoài quá muộn rồi, mình sẽ một cái ulti đến từ trên Nagro không. Vâng, nằm xuống, và đây là đắp xiên trên ngoài Nagro. Nagro bây giờ mới sống lại, tích đi vài bất giờ xong khi mà BKB không còn làm ánh cực máy bay nữa rồi. Bị hết, vâng không cho nó bật BKB, vâng như vậy thì muốn kéo về, vâng EP vào đầu, BKB kịp rồi, vâng BKB kịp và chúng phải chết với bố mày. Vâng như vậy xả đam ra, vâng Nagro đâu. Vâng, con tiêu của Nagro đang cốt đứng sau thì phải, bắt lắp của tất cả, vâng không tin đâu đâu luôn. Vâng, có xả đam kìa, vâng tất cả, ôi xin lỗi, là bác siêu gần chết luôn. Archimedes có lẽ chết bị ốp chết thời điểm này, Archimedes chết rồi. Vâng, không có cửa, không có cửa giết một con máy bay. Vâng, không có cửa bật, không có cửa bật khi mà một con máy bay đã cầm cho mình nghĩ trên đồ long kiếm. Vâng, một pha gọi là thần kiếm trong người. Vâng, chiến thắng có lẽ là trong team 2 rồi. Thời điểm này thì có vẻ như là team 1 sẽ không bao giờ có đủ đạn để ốp chết được một con máy bay nữa. Có coi như một con máy bay, Santanic đi bài, bây giờ chỉ cần đứng bắn thôi. Vâng, mất trụ, và bây giờ sẽ là công cuộc tái khế đến từ team 2. Và các chị đang cố đuổi một con vẹt của quán cá nhân đến từ nhà sân đầu. Và một cái dốc chân từ đầu, một cái dốc chân từ đầu của đắc xìa. Và máy bay bị sai lần. Và có BKB không? Có BKB trả ulti và xả tiếp. Và tiếp tục xả đàn ra, bắn cái khế. Và đứng bắn cái khế, mất BKB kìa. Mất BKB, chết cha rồi. Và như vậy là tiếng ốp đạp và máy bay mất đi vai rồi. Và như vậy, một tiếng hồn chưa chết, một tiếng bật xa đích. Vâng, phải gọi là một tình huống cực kỳ đáng đen đến từ đội hình của team 1 khi mà Dacro nhốt vào đầu của anh chàng máy bay còn một chấm máu và không chết thời điểm vừa qua và nó bật được cái chặt đấy. Vâng, đập kèo trong thời điểm cuối cùng, đập kèo trong thời điểm cuối cùng. Ủa, chém kinh khế được clip 100, 1.300 đan.